và câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Và xin được chúc mừng thủ thành Trần Thị Kim Thanh, đôi găng tay vàng của đội tuyển nữ Việt Nam, người đã xuất sắc giành danh hiệu quả bóng vàng nữ 2023. Dạ, cảm xúc của em rất là vui và rất là hạnh phúc khi ngày hôm nay em được nhận cái danh hiệu quả bóng vàng này. Đây cũng là động lực để cho em tiếp tục cố gắng nỗ lực hơn nữa trong mọi câu lạc bộ cũng như là đội tuyển quốc gia. Đối với bản thân Thanh, khi mà năm 2018 mình đã được thi đấu trong mọi đội tuyển mà mình đã thi đấu không tốt mà mắc những sai lầm. Sau những cái sai lầm đó thì Thanh đã cố gắng nỗ lực không biết mệt mỏi để ngày hôm nay Thanh có vinh dự được đứng đây và nhận cái danh hiệu cao quý này. Em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ trong và ngoài nước đã luôn theo dõi và đồng hành cùng đội tuyển bóng đá nữ chúng em trong suốt thời gian qua, dù khó khăn hay là thành công. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hiện tại thì bản thân em chưa có bất kỳ ký hợp đồng với đội bóng nào, thì em xin phép không được trả lời câu hỏi này.